khói bụi công nghiệp, khói thuốc lá, khí thải nhà máy, ô nhiễm không khí, kèm theo đó là sự bùng phát của chủng virus SARS-CoV-2, đều là những nguyên nhân chính gây ra những bệnh liên quan về đường hô hấp. Đã có Bihelkemax với thành phần chính là N-acetylcysteine, là tiền chất của glutathione và cũng là hoạt chất đã được FDA Hoa Kỳ phê chuẩn trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, có tác dụng giúp long đờm, giảm ho, kháng viêm, cùng với đó là sự kết hợp của cây hoàng kỳ, nho tím, nấm linh chi và đặc biệt kết hợp với hoạt chất chiết xuất từ tuyến ức. Có công dụng giúp điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như hen suyễn, lao phổi, viêm phế quản cấp và mãn tính, COPD và đặc biệt giúp kích hoạt, biệt hóa hệ thống miễn dịch tế bào để tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể làm giảm biến chứng nặng của chủng Delta SARS-CoV-2, khiến cho hệ thống tế bào miễn dịch của cơ thể có thời gian tiếp xúc, nhận diện ra chính xác loại chủng virus nào đang bị nhiễm để tự sản xuất ra chính xác kháng thể của mình. Bihelkemax tăng cường sức khỏe, bảo vệ phổi toàn diện. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ bởi BNC Medifarm, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Y tế Bình Nghĩa, địa chỉ tầng 1, tòa N22, khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, hotline 0978307072. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.